CDK Deal là trang web chuyên bán code bản quyền của Office, Windows và rất là nhiều phần mềm làm việc cũng như game với cái giá cực kỳ rẻ, và rẻ hơn nữa khi các bạn áp mã giảm giá là PCG30 để có thể mua được. Các bạn truy nhập trang web, tạo một cái tài khoản, sau đó gõ Win11 và áp mã giảm giá là PCG30, các bạn sẽ được giảm giá 30% trên giá gốc. Có rất là nhiều hình thức thanh toán, các bạn có thể thanh toán qua PayPal. Sau khi các bạn thanh toán xong thì bên trang web sẽ gửi cho các bạn một cái mã, các bạn chỉ việc copy cái mã này paste vào Windows 11 là chúng ta sẽ có Windows bản quyền như thế này. Với Win 10 và Office 2019 các bạn cũng làm tương tự như vậy. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi trên tay và trải nghiệm một mẫu màn hình đang được rất là nhiều anh em quan tâm. Và sự quan tâm này chia làm hai phe, một bên ủng hộ, một bên thì không ủng hộ. Và sự ủng hộ và không ủng hộ nó đến từ thương hiệu nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính các bạn nhé. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là nhân vật chính của chúng ta, một em màn hình đến từ thương hiệu VSP, một thương hiệu cực kỳ mới ở thị trường Việt Nam. Vì nó mới như này nên là có hai luồng ý kiến về cái hãng này. Một luồng thì bảo là hàng này thì nó hại hỏng mắt rồi, nó hiển thị kém. Một bên thì bảo là nó ngon nhất trên giá thành ở thời điểm hiện tại so với mặt bằng chung. Thì đấy là những cái ý kiến hiện tại đang có. Còn ở đây mình có con này là con 27 inch, và con này là mình bỏ tiền ra mua các bạn nhé, không phải hãng gửi đâu. Tuy nhiên thì một con này không thể đại diện cho tất cả các dải sản phẩm của hãng được các bạn nhé. Những con khác thì mình không biết, và phân khúc khác thì lại càng không biết được. Cái con này của cái mã là IP2703 này thì chúng ta đang có ở đây thôi, chứ còn những giải khác thì mình không rõ. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con này trước để xem là nó có thật sự là ok, ngon trên giá thành hay là nó lại fail như những con khác. Thì con này hiện tại có giá thị trường đâu đó từ 3,1 triệu đến 3,5 triệu tùy hãng các bạn nhé, tùy nơi bán. Và con này thì có những cái gì đặc biệt mà lại là ngon trên giá thành? Thì đây, nhân vật chính của chúng ta đây, đây là mã sản phẩm này, IP2703 này. Và đây là tất cả những cái thông số nổi bật nhất của con này, người ta đã phơi ra ngoài cho chúng ta xem rồi. Đầu tiên là nó sẽ có cái viền siêu mỏng. Viền siêu mỏng. Độ phân giải thì Full HD thôi, hơn 3 triệu, 27 inch Full HD là đúng rồi. Tuy nhiên thì ảnh nó sẽ hơi rỗ một tí, chúng ta phải chấp nhận thôi. Tiếp theo là độ tương phản là 1000:1. Và quan trọng nhất là cái tần số quét đây các bạn này, 165Hz. Và tấm nền lại còn IPS nữa. Đây là hai yếu tố mà được bên ủng hộ bảo là nó ngon nhất trên dài. Đấy, là vì có tấm nền IPS. Thì tấm nền IPS chúng ta biết, đều biết cái chất lượng hiển thị của nó như nào rồi. Tuy nhiên thì phải cụ thể là như nào các bạn. Và với một cái màn hình thì có một hai yếu tố mà mình nghĩ là nó quan trọng nhất, còn những thứ khác nó chỉ là phụ thôi. Đó chính là cái tấm nền và cái bo điều khiển để cân chỉnh màu sắc cũng như ánh sáng đưa ra cái sự hiển thị cho chúng ta đấy. Thì hai cái này là quan trọng nhất, và hai cái này sẽ là đắt nhất trên cái màn hình. Nên là nếu như hãng nào mà muốn giá rẻ chắc họ sẽ tập trung vào đó và bỏ thiết kế. Còn những hãng nào mà nó đều tất cả các thứ thì nó sẽ đắt hơn. Còn rẻ tất thì chắc là anh em biết như nào rồi đấy. Nhưng mà cụ thể như nào thì chúng ta sẽ cùng mở hộp ra xem con này như nào các bạn nhá. Ok các bạn nhá, đây chính là phần ngoại hình của em VSP của chúng ta. Nói chung là thiết kế rất là an toàn và phổ thông của thời điểm hiện tại. Ba viền mỏng, đấy, khá là mỏng và tràn viền. Viền dưới thì hơi dày một tí. Cái này form này là form chung của những cái con màn ở phân khúc giá rẻ phía dưới các bạn nhé. Chân đế cũng kiểu như vậy, chân kiềng ba chân này. Cái này thì bằng kim loại các bạn nhé. Mặt sau thì để mình tháo cho các bạn xem. Mặt sau thì không có gì nổi bật cả, chỉ có một cái tấm rất to. Cái này chính là cái phần chứa nguồn và các cái bo tín hiệu. Bên trên thì phẳng và rất là mỏng, mỏng tính như này các bạn này. Đấy. Nói chung là về phần mình nhìn ở ngoài thì cũng tương đối sexy, mặc dù là cái thiết kế của nó là hết sức cơ bản, không có gì nổi trội cả. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chúng ta cần phải có một cái giá thành rẻ, xong lại còn có một cái tấm nền nó chất lượng nữa. Thế là những cái form này là cái form chung, đặt mua thì nó sẽ rẻ hơn là so với thiết kế riêng, rồi làm những thứ khác riêng thì nó sẽ đội chi phí lên. Đấy là những cái điều dễ hiểu thôi. Đấy là phần bên ngoài. Còn bây giờ quan trọng nhất đó chính là phần hiển thị hình ảnh, thì chúng ta sẽ so sánh nó với một con màn đến từ thương hiệu LG các bạn nhé. Trung phân khúc với con này, các bạn chờ một lát. Ok các bạn nha, đây chúng ta đã có thêm con màn LG. Con này là con LG 24GL60Z, GL60R. Con này là 144Hz các bạn nhé, cũng là IPS.
Đấy, các bạn có thể nhìn qua hai con màn này của hai hãng. Con này có giá với con này nó gần như xem nhau, nó chỉ khác kích thước thôi. Thì các bạn có thể nhìn qua cái màn hình này của mình, các bạn có thấy khác biệt không? Nếu mà nhìn như này thì thật sự là rất là khó phân biệt giữa hai sự khác biệt giữa hai con màn này. Mày có thấy khác biệt gì không? Con này trông sáng hơn này. Con nào? Con bé này. Con bé này nhìn sáng hơn à? Ừ. Hay là mày ngồi góc đấy mày nhìn sáng hơn, mày ngồi đây mày nhìn xem nó sáng hơn không? Nhìn thẳng này, nhìn thẳng thấy thấy con nào ok? Thấy có khác nhau gì không? Về cơ bản là có gì thấy khác nhau? Đấy, nó đổi ảnh khác rồi. Có thấy khác gì nhau? Con này nó đậm hơn tí à? Màu nó đậm hơn một chút xíu. Đấy, nhưng mà phải nhìn thật kỹ mới thấy các bạn nhé. Phải nhìn thật kỹ và phải có hai con so sánh như này thì các bạn mới thấy là cái phần biển này, cái phần xanh này. Đấy, nó đậm hơn và nó sâu hơn một tí. Chỗ này là không nhìn thấy gì này. Đấy, chỗ này của con VPS là không nhìn gì. Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn thoáng qua thì thật sự là cực kỳ khó phân biệt các bạn ạ. Đấy là ảnh tĩnh nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang ảnh động để xem nó như thế nào. Đó, chúng ta đang chuyển qua so sánh ảnh động. Nói thật với các bạn là nếu mà chỉ nhìn sướt qua có thấy gì khác biệt đâu. Mày có thấy gì không? Không. Đúng không? Bên này vẫn đậm hơn. Màu bên này nó đậm hơn thôi đúng không? Chứ còn là nếu mà để nhìn cơ bản là chúng ta sẽ không phân biệt được sự khác biệt đâu. Nhìn có cảm thấy mắt mũi nó có nhức không? Không, không. Cảm thấy bình thường đúng không? Không cảm thấy nhức mắt gì đúng không? Nói chung là về nếu mà để cảm nhận bình thường thì nếu mà mình ngồi lâu thì chắc là cũng sẽ không cảm thấy nhức mắt đâu, bởi vì cái ánh sáng của nó cũng rất là vừa phải, không bị chói quá đâu các bạn. Hai con này tương đương nhau như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái bức ảnh nó mình rất hay dùng để so sánh nhá. Màn hình. Ok các bạn nhé, chúng ta đang đến với một cái bức ảnh mà mình rất hay dùng để so sánh màn hình. Bởi vì nó có rất là nhiều màu sắc, nó có phần loang màu, nó có phần chia giữa các màu thì các bạn có thể nhìn thấy rõ ở đây là hai con này đều thể hiện rất tốt về cái chi tiết màu các bạn nhé, và cái phần loang màu này. Đấy, cái phần loang màu này nó không tạo vệt, nó ánh sáng nó tràn ra rất là đều. Chỉ có điều là mình có thể nhìn thấy rõ hơn là cái phần đen của con bên này nó tốt hơn con đen này. Đấy. Cái phần đen của con bên này này, chúng ta nhìn nó sâu hơn so với ông này vẫn hơi có một cái gì đó nó gì gọi là xám chứ nó không hẳn là lâu các bạn, không hẳn là tối hẳn. Các bạn nhìn qua cái cam của mình thì các bạn sẽ khó có thể cảm nhận được. Đây mình để gần cho các bạn nhìn. Đấy, chúng ta xin nhìn rõ luôn tất cả những cái chi tiết này. Đấy. Để như này các bạn sẽ thấy được là cái phần đen của bên này này nó sâu hơn so với phần bên này nó vẫn hơi bị xám hơi một chút. Đấy. Còn cái phần thể hiện giữa các cái phần màu này. Đấy, chuyển rất là mượt các bạn nhé. Không bị lẫn mà tí nào cả. Đây. Bên này nó cũng thế này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nói chung là vì nó là tấm nền IPS đấy, đâm là mình thấy và cái tấm nền này chắc nó cũng là tấm nền cũng ngon đấy các bạn. Đấy, nên là nó cũng thể hiện được rất là tốt. Chỉ có điều là cái chiều sâu của con này vẫn chưa thể bằng bên này một tí các bạn. Một chút xíu thôi. Đấy là có để mình so sánh như này, chứ nếu mà các bạn không có để so sánh thì chắc là các bạn cũng khó mà cảm nhận được. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì về phần hiển thị cũng như là cái giá thành thì mình thấy nó cũng rất là ổn. Chỉ có điều là dùng lâu nó có bền hay không, và nó có bị ảnh hưởng cái hiển thị này sau thời gian sử dụng hay không thì chúng ta cần phải có thời gian mình có thể đánh giá được. Quan trọng nhất là cái độ bền nữa đấy. Những cái đấy nó cần phải có thời gian. Còn phần trước mắt là chúng ta có thể nhìn được những điều đấy các bạn nhé. Nó cũng rất ok. Nói chung là với 27 inch mà có hơn 2 triệu, hơn 3 triệu chỉ bằng con này 24 inch. Hai con này mức giá gần nhau. Thì lựa chọn là của các bạn thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng rất là ok trong giá thành. Còn phần bền thì chúng ta phải chờ các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video phía sau. Xin chào và hẹn gặp lại.